Xin chào quý vị và các bạn. Khối áp cao cận nhiệt như một chiếc chảo nóng khổng lồ úp xuống khu vực phía Nam, nên suốt 3 ngày nay ở Nam Bộ đã xảy ra nắng nóng trên diện rộng. Tại Bình Dương, Bình Phước, Tây Ninh và Đồng Nai, nhiều nơi nhiệt độ đã tăng cao trên 38 độ. Thậm chí tại Thủ Dầu Một của Bình Dương, nhiệt độ còn cao xấp xỉ 39 độ, cụ thể là 38,7 độ. Đây là mức nhiệt cao nhất từ đầu năm tới giờ ở khu vực Nam Bộ. Trong đêm nay và ngày mai, khối không khí ổn định tiếp tục bao trùm. Cả Tây Nguyên và Nam Bộ đều ít đến quang mây, ngày trời nắng mạnh. Mức nhiệt cao nhất ngày mai ở 5 tỉnh thuộc Tây Nguyên đều từ 32 đến 35 độ, nắng nóng cục bộ. Còn với khu vực Nam Bộ, nắng nóng diện rộng tiếp tục xảy ra. Với các tỉnh miền Đông, nhiệt độ phổ biến là từ 36 đến 38 độ, miền Tây là từ 34 đến 36 độ. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Với các tỉnh miền Trung, đêm nay ở khu vực Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh, trời vẫn nhiều mây và sương mù xuất hiện làm giảm tầm nhìn. Sang đến ngày mai trời sẽ giảm mây chuyển nắng, nên nhiệt cao nhất ở khu vực từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế sẽ tăng lên 30 đến 33 độ. Còn ở khu vực từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận, mức nhiệt là từ 31 đến 34 độ. Trong khi miền Nam đang khô hạn và thiếu nước thì ở miền Bắc, từ đêm nay sẽ xuất hiện những cơn mưa rào và dông. Nguyên nhân là do một vùng hội tụ gió di chuyển từ Thượng Lào sang. Tối và đêm nay, mưa sẽ xảy ra ở Lào Cai, Hà Giang và sang ngày mai cả miền Bắc đều có mây nhiều, mưa rào và có nơi có dông. Lưu ý là mưa dông giai đoạn chuyển mùa này thường kèm theo các hiện tượng thời tiết cực đoan như là lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nên quý vị cần chú ý đề phòng. Trên biển, khối không khí lạnh suy yếu nên đêm nay và ngày mai ở khu vực phía Bắc và giữa Biển Đông, vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, gió Nam đến Đông Nam giảm xuống mức cấp 3. Khu vực Nam Biển Đông, vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió Đông Bắc cũng hoạt động yếu ở mức cấp 3 đến cấp 4. Thời tiết nhìn chung thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời tiết tổng hợp tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin tiếp theo.